Thì hiểu đơn giản, thuốc là kiểu là thuốc làm tăng lượng nước tiểu của cơ thể trong một thời gian nhất định, và đa số các trường hợp nó sẽ có kèm theo tăng thải trừ natri. Thì sau khi được lọc qua cầu thận, natri và nước sẽ được tái hấp thu khoảng 98 đến 99% và thải trừ khoảng 1 đến 2%. Các thuốc lợi tiểu sẽ làm tăng cái lượng này lên. Thì để cho dễ học, chúng ta có thể phân loại các thuốc lợi tiểu thành 3 nhóm như sau. Một là các thuốc lợi tiểu làm hạ cali máu, như là các thuốc lợi tiểu ức chế carbonic anhydrase, lợi tiểu qua và lợi tiểu thiazide. Nhóm thứ hai là lợi tiểu tăng kali máu như lợi tiểu kháng aldosterone và lợi tiểu làm tăng kali máu nhưng không có liên quan đến aldosterone. Và nhóm thứ ba. Ngoài ra thì có một cách phân loại nữa, đó là phân loại theo sức mạnh của các thuốc lợi tiểu. Các thuốc lợi tiểu có sức mạnh mạnh thì nó sẽ làm thải trừ 25% lượng đường lọc cầu thận, như là lợi tiểu qua và lợi tiểu mannitol. Lợi tiểu thứ hai loại có sức mạnh trung bình, nó sẽ làm thải trừ 6% là các lợi tiểu thiazide, các nhóm thiazide. Nhóm thứ ba là lợi tiểu có tác dụng yếu, như là lợi tiểu carbonic anhydrase và lợi tiểu làm tăng kali máu. Đầu tiên mình sẽ đến với nhóm ức chế carbonic anhydrase. Thì tên tiếng Anh của nó là carbonic anhydrase inhibitor, viết tắt là CAI nhé. Nó là dẫn chất của các sulfamide nhưng không có tác dụng kiềm khuẩn. Và vì tên thuốc rất là nhiều cho nên các bạn chỉ cần nhớ những thuốc mà có ứng dụng nhiều nhất trên lâm sàng thôi, gặp nhiều nhất trên lâm sàng. Còn các thuốc đằng sau các bạn có thể ít nhớ cũng được. Đó là thuốc acetazolamide. Cơ chế của nhóm thì các bạn biết là cái carbonic anhydrase nó sẽ xúc tác cái cho cái phản ứng mà phân hủy H2CO3 tạo thành thuận nghịch. Đây là một phản ứng thuận nghịch, nó xúc tác hai chiều tạo thành H2O cộng CO2. Bình thường thì cái phản ứng này cũng có xảy ra hai chiều nhưng mà tốc độ rất là chậm, và cái enzyme này sẽ xúc tác cái tốc độ này lên gấp 10^7 lần. Được chưa? Thì ở trong nước tiểu nó sẽ xúc tác cho cái phản ứng H2CO3 tạo thành H2O cộng CO2. Tại vì trong nước tiểu thì nồng độ H cộng cao. Và CO2 sẽ được một phần CO2 sẽ được hấp thu vào trong tế bào. Phát tán vào tế bào. Ở trong tế bào thì nó lại xúc tác cho cái phản ứng là H2O cộng CO2 tạo thành H2CO3. Và dĩ nhiên thì H2CO3 nó sẽ phân ly thành một phần nào đó, nó sẽ phân ly thành H cộng của CO3 trừ, HCO3 trừ. Và ở đây thì H cộng nó sẽ được trao đổi với một natri. Nếu carbonic anhydrase bị ức chế bởi thuốc CAI thì sao? Thì cái chu trình này nó sẽ không được xảy ra nữa, nó sẽ xảy ra ít đi nhiều lần. Các bạn cần nhớ là cái tốc độ phản ứng của enzyme nó sẽ tăng lên gấp 10^7 lần mà, thì dẫn đến cái lượng H cộng ít đi, H cộng nó sẽ biến mất. Và như vậy thì cái lượng natri nó đi vào tế bào để trao đổi qua cái transporter này á, nó sẽ ít đi rất là nhiều. Và vì thế natri nó sẽ được thải trừ ra ngoài ở dạng NaHCO3, thải trừ trong nước tiểu. Và các bạn biết thì NaHCO3 là một chất có tính kiềm, đúng không? Cho nên đây là một thuốc làm kiềm hóa nước tiểu. Và nếu nó kiềm hóa nước tiểu thì đồng nghĩa với việc nó sẽ làm toan hóa máu. Đồng thời thì do cái tác dụng này nên nó sẽ có tác dụng khởi phát chậm, là sau 2 đến 3 ngày thì nó mới xuất hiện. Rồi, ngoài ra thì ở mắt và thần kinh trung ương cũng có enzyme này. Nếu ức chế enzyme này sẽ giảm sản xuất thủy dịch của mắt và giảm sản xuất dịch não tủy, nên dùng trong glaucoma gốc mở. Glaucoma gốc mở khác với glaucoma gốc đóng á, là glaucoma gốc mở là cái góc này á, nó không bị bít hoàn toàn. Cho nên là đây là được gọi là tăng nhãn áp mãn tính á. Nó khác với tăng glaucoma gốc đóng là tăng nhãn áp cấp tính, mà tên dân gian gọi là thiên đầu thống á. Còn thứ hai là dùng trong tăng áp lực nội sọ vô căn. Tăng áp lực nội sọ vô căn là khi người ta không tìm thấy cái nguyên nhân gây tăng áp lực nội sọ, giống kiểu như là tăng huyết áp vô căn vậy. Ngoài ra thì thuốc làm kiềm hóa nước tiểu cho tăng thải bicarbonate, vì vậy nó sẽ được dùng để giải độc. Thuốc có tên acid thì các bạn biết mà, nếu mà một thuốc có tên acid thì nó sẽ làm tăng đào thải trong môi trường kiềm và giảm đào thải trong môi trường toan. Và thứ hai thì nó sẽ dùng để điều trị nhiễm kiềm.
Như vậy thì kiềm hóa nước tiểu sẽ giúp tăng thải các chất có tên axit như phenobarbital, salicylic acid uric hoặc aspirin. Một ví dụ như trên lâm sàng đó là acetazolamide được dùng để tránh độc thật của methotrexate á. Các bạn đến ngoại ung bướu hay thấy. Một ứng dụng khác là bệnh say độ cao. Thì ở Việt Nam này ít hiếm sẽ hiếm thấy lắm. Nên các bạn có thể không nhớ cái việc này cũng được. Thì các bạn biết nha, khi mà các bạn lên độ cao quá cao, các bạn ở đồng bằng mà lên độ cao khoảng 3.000m đến 5.000m, như việc các bạn leo Fansipan chẳng hạn, hoặc là leo Everest, thì khi khi lên quá cao mà người ở dưới đồng bằng họ không quen, như vậy thì sẽ bị một tình trạng là thiếu oxy. Và thiếu oxy thì cơ thể sẽ bù đắp lại bằng cách thông tăng hô hấp. Và như vậy thì sẽ làm thiếu hụt CO2 trong cơ thể, dẫn đến nhiễm kiềm hô hấp. Cơ thể sẽ bù lại bằng cách tế bicarbonate, nhưng cơ chế này sẽ mất sau vài ngày. Và cái thuốc này sẽ giúp làm tăng đào thải bicarbonate và giúp điều chỉnh nhiễm kiềm trong cái trường hợp là bệnh say độ cao này. Rồi mình đến với chống chỉ định. Thì các bạn cần nhớ một điều nha, là tất cả các thuốc lợi tiểu đều không được sử dụng trên phụ nữ có thai. Ngoài ra thì ở đây nó không được sử dụng trong bệnh tim phổi mãn tính, đặc biệt có kèm theo suy hô hấp. Tại vì thuốc này là làm toan hóa máu, đúng không? Mà kèm suy hô hấp mà dùng thêm thuốc này nữa thì dễ dẫn đến là toan hô hấp. Rồi, thứ hai là bệnh nhân suy gan và xơ gan. Vì thế này thôi. Thứ ba là ngộ độc các thuốc có tính laser. Vì các thuốc có tính laser nó sẽ đào thải nhanh ở trong môi trường toan và sẽ đào thải chậm trong môi trường trong nước tiểu có tính laser. Cho nên nếu mà mình dùng trong khi ngộ độc các thuốc có tính laser làm thuốc chậm đào thải hơn và sẽ nguy hiểm hơn, đúng không? Hoặc nhiễm toan. Vì thuốc này làm toan hóa máu nên sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng toan. Đó. À đúng rồi, thuốc này có gây nguy cơ dị tật thai nhi nha. Thiazid sẽ có một vòng benzodiazepine. Thiazid sẽ có đôi khi người ta sẽ phân loại thành hai nhóm là có nhóm có vòng benzodiazepine này á, là nhóm thiazid, và nhóm thứ hai á, là nhóm gần giống với thiazid. Là nó sẽ không có cấu trúc vòng này nhưng lại có tác dụng theo dít á. Và đây là ba thuốc mà các bạn cần nhớ nhất hay gặp trên lâm sàng, vì thuốc rất là nhiều không thể nhớ hết nổi đâu. Cái co-transporter này sẽ làm hấp thu natri và clorua ở trong nước tiểu vào trong tế bào, thì nó sẽ ức chế đi và làm cái lượng này bị đào thải ra. Thì các bạn thấy là nó sẽ đào thải đồng đều một natri và một clorua, cho nên được gọi là thuốc thải trừ muối là vì vậy. Và khi mà nồng độ natri ở ống lượn xa và ống góc tăng thì nó sẽ có một phản ứng bù trừ lại, đó là nó sẽ bù lại là thải kali để mà hấp thu natri, cho nên vì vậy nó sẽ làm tăng đào thải kali luôn. Trong vòng thời gian khoảng 2 đến 4 tuần đầu thì thuốc sẽ có hạ huyết áp theo cơ chế này, là lợi tiểu nên làm giảm thể tích máu. Tuy nhiên sau cái khoảng thời gian này á thì cái tác dụng này nó hầu như không còn nữa. Tại vì cơ thể sẽ có phản ứng bù lại bằng cách hoạt hóa renin-angiotensin á, hệ renin-angiotensin, và nó sẽ làm mất dần tác dụng này. Cho nên thường người ta sẽ phối hợp Thiazid với ACAI hoặc ARB á. Để ngăn chặn lại hệ thống bù. Và thứ hai, nó có cách bù trừ thứ hai nữa là hoạt hóa cái hệ adrenergic. Tuy nhiên cái tác dụng mà lâu dài nhất mà sau 1 tháng thì nó sẽ có tác dụng là làm giảm độ cứng thành mạch. Các bạn biết là natri làm tăng độ cứng của thành mạch, thì khi đó là thuốc này làm giảm nồng độ natri của các tế bào thành mạch đi, thì nó sẽ là giảm độ cứng thành mạch và vì vậy cái dẫn đến là hạ huyết áp. Đấy, đây là tác dụng lâu dài. Các tác dụng khác thì thuốc này có một đặc trưng là nó ức chế thải canxi trong nước tiểu, làm tăng lượng canxi trong máu. Vì vậy nó sẽ dùng để trị loãng xương. Mặc dù các bạn ít thấy cái tác dụng này nhé, ít thấy người ta dùng Thiazid để điều trị loãng xương trên lâm sàng.
cái tác dụng này cũng ít thấy trên lâm sàng luôn, cho nên các bạn có thể không nhớ cũng được. Chống chỉ định, một là không dùng cho người bị gút, tại vì cái thuốc này làm giảm đào thải axit uric do ức chế cạnh tranh. Ngoài ra thì không được dùng cho người bị tiểu đường, đái tháo đường, hoặc là tiền đái tháo đường cũng không được dùng. Tiền đái tháo đường, tại vì sao? Đây là một thuốc làm tăng lipid máu. Và thứ hai là tăng đề kháng insulin ngoại biên. Thứ ba nữa là nó làm giảm bài tiết insulin ở tế bào đầu tụy. Vì thế không được dùng trong cái trường hợp này. Ngoài ra thì thuốc này nó làm giảm đào thải canxi, cho nên không được dùng trong cái trường hợp mà bị ngộ độc canxi, ví dụ như là ngộ độc lactate chẳng hạn. Rồi mình đến với nhóm tiếp theo là lợi tiểu quay. Thì lợi tiểu quay hai thuốc cần nhớ nhất đó chính là furosemide và bumetanide. Phân nhóm thì chúng ta sẽ phân là ba nhóm theo cấu trúc, và cách phân nhóm này thì các bạn có thể không nhớ cũng được. Cơ chế nó sẽ tác động ở nhánh lên quai Henle, và nó sẽ ức chế đến cái natri kali và hai chloro cotransporter ở đoạn phiền to nhánh lên quai Henle đây này. Như vậy nó sẽ làm thải trừ từ 25 đến 30% lượng nước tiểu. Lợi tiểu quay là lợi tiểu mạnh, được dùng khi mà cần giảm ứ nước nhanh như là suy tim xung huyết. Cho nên các bạn thấy trên lâm sàng người ta không bao giờ hiếm khi mà sử dụng cho bệnh nhân phù chân do suy tim mà sử dụng Thiazid lắm. Đa hầu hết trường hợp là dùng furosemide thôi. Thứ hai là phù phổi, cấp cứu bắt buộc phải sử dụng. Phù trong thận hư và phù não thì kết hợp với mannitol. Tuy nhiên á, là lợi tiểu quay không, người ta rất ít dùng trong tăng huyết áp. Trừ tăng huyết áp cấp cứu nha. Tăng huyết áp cấp cứu hoặc tăng huyết áp cầm trơn thì dùng furosemide. Nhưng trong tăng huyết áp thông thường thì không dùng lợi tiểu quay. Vì sao? Tại vì nó có cơ chế là làm giảm thể tích, thì cơ thể sẽ nhanh chóng bù lại bằng cách hoạt hóa hệ renin-angiotensin và kích hoạt giao cảm để bù lại. Nên cái hiệu quả của lợi tiểu quay trên điều trị tăng huyết áp thông thường á chỉ tương đương với giả dược thôi, nên không dùng. Furosemide thường được dùng để giảm phù hơn Thiazid, thì cái này mình đã nói rồi. Nhưng furosemide được dùng khi mà mức lọc cầu thận bé hơn 30 ml phút. Khi mà mức lọc cầu thận bé hơn 30 ml phút thì người ta không có dùng Thiazid nữa, tại vì Thiazid là một lợi tiểu làm giảm mức lọc cầu thận. Cho nên nếu các bạn dùng Thiazid trong cái trường hợp mà cái mức lọc cầu thận bé hơn 30 ml thì sẽ dẫn tới tăng ure huyết. Như mình đã nói ở trên là lợi tiểu quay tác dụng khá khiêm tốn so với giả dược. Và như mình đã nói thì cái nhóm này là nhóm làm hạ kali huyết, nên nó sẽ có các tác dụng phụ như là giảm kali huyết với triệu chứng là chán, buồn nôn, nôn và mệt mỏi. Và các bạn cần phải lưu ý đến cái tương tác hạ kali máu đối với digoxin, tại vì cái tương tác này là một tương tác nguy hiểm. Tương tác nguy hiểm mình sẽ đánh dấu ở số 1 nha. Tăng đường huyết thì cái tác dụng tăng axit uric và tăng đường huyết thì Thiazid sẽ mạnh hơn so với furosemide. Furosemide cũng có làm tăng axit uric và tăng đường huyết nha. Nên các bạn cũng cần hạn chế trên những bệnh nhân này. Các thuốc lợi tiểu tiết kiệm kali thì tùy theo cơ chế chúng ta sẽ phân làm hai nhóm, đó là lợi tiểu tiết kiệm kali kháng với aldosterone, và nhóm thứ hai là sẽ không kháng với aldosterone. Thì các bạn biết aldosterone là mineral corticoid có tác dụng giữ natri và giữ nước. Thì spironolactone là một nhóm thuốc tiêu biểu của nhóm lợi tiểu kháng aldosterone. Nó sẽ có tác dụng đối kháng cạnh tranh với aldosterone trên thụ thể, từ đó dẫn đến mất tác dụng của aldosterone. Thì đây là cơ chế của của hệ thống renin-angiotensin. Thì khi cơ thể bị mất một lượng máu hoặc là giảm huyết áp, giống như trong trường hợp xuất huyết chẳng hạn, lượng máu đến thận giảm thì thận sẽ tiết ra renin để phân các angiotensinogen được tiết ra từ gan tạo thành angiotensin 1. Tiếp theo angiotensin 1 sẽ được phân cắt từ ACE
thường được tìm thấy ở mao mạch phổi, tạo thành angiotensin 2. Angiotensin 2 sẽ có tác dụng như sau, nó sẽ kích thích tuyến thượng thận bài tiết ra aldosterone, và ngoài ra chính nó thì cũng kích thích các tế bào thận tăng tái hấp thu natri và nước, thì nó cũng có tác dụng như thế ở aldosterone mà thôi. Ngoài ra thì nó sẽ tăng co động mạch. Thì các bạn biết là trên thận nó sẽ tăng co tiểu động mạch ra nhiều hơn tiểu động mạch vào, và vì nhờ cái cơ chế này nó sẽ làm đảm bảo cái lượng đổ lọc của thận. Một cơ chế nữa là nó sẽ kích thích vào tuyến yên tăng tiết ADH, vasopressin á. Chất này sẽ làm tăng tái hấp thu nước và đồng thời nó cũng gây co mạch nữa. Tất cả các cơ chế này nó sẽ làm tăng huyết áp của cơ thể. Và nhờ các cơ chế này nó sẽ tăng lượng máu đến cầu thận, và khi đó nó sẽ feedback lại cho thận, khiến thận giảm tiết renin. Cái thuốc kháng aldosterone giống như spinosad nó sẽ tác động vào đây. Nó sẽ làm biến mất cái cơ chế này. Các thuốc lợi tiểu ăn kháng aldosterone thì nó sẽ có tác dụng yếu do chủ yếu nhắm vào nephron xa, nơi chỉ có một lượng nhỏ natri được tái hấp thu mà thôi. Nên nó sẽ có thể kết hợp với thiazid hoặc lợi tiểu quai. Do lợi tiểu thiazid hoặc lợi tiểu quai đều là lợi tiểu làm giảm kali máu, và kết hợp với một thuốc làm tăng kali máu thì nó có thể làm giảm tác dụng phụ của nhau. Tuy nhiên thì cũng giống như carbonic anhydrase, các thuốc này chỉ có thời gian khởi phát lâu từ 1 đến 2 ngày và tác dụng hạ áp tối đa từ khoảng 2 đến 3 tuần. Thì kháng aldosterone này á, nó có một lợi điểm so với thiazid và lợi tiểu quai, đó là nó tăng thời gian sống trên bệnh nhân suy tim. Do aldosterone là một thuốc là một chất làm hại đến tim á, tim mạch, cho nên ở bệnh nhân suy tim thì nó sẽ có lợi. Rồi do đặc tính là kháng androgen của thuốc nên nó sẽ gây ra hội chứng vú to và suy sinh dục ở nam giới. Vì thế không nên kê spironolactone trên thời gian dài đối với nam giới, mà nếu có dùng thì sẽ dùng efenon. Do kháng androgen nên spironolactone dùng trên phụ nữ chuyển giới là vì vậy. Tại vì phụ nữ chuyển giới họ cần có vú. Mình đến với các thuốc không kháng aldosterone thì nó sẽ không có cơ chế kháng aldosterone đâu, mà nó sẽ có cơ chế như sau là đối với GMT-REN nó sẽ tăng bài xuất natri do giảm tiết thông với natri ở ống nội xa và ống góc. Và thứ hai là amiloride còn có tác dụng trên ống lượn gần nữa. Và dĩ nhiên thì hai thuốc này cũng đều chỉ có tác dụng yếu là thải trừ 3% đường ống cầu thận mà thôi. Đối với amiloride thì nó có tác dụng tốt ở trên thải trừ lithium 3 cộng. Nên trị đa niệu do lithium. Do các bạn biết một số thuốc lợi tiểu giống như Theragid nó sẽ làm tăng lượng lithium trong máu do nó ức chế thải trừ natri. Thì lithium khi đi qua kênh natri tích tụ ở ung thư nó sẽ ức chế ADH gây ra đái tháo nhạt. Và amiloride sẽ điều trị trong trường hợp này. Thì các bạn biết tương tác giữa thuốc lợi tiểu Theragid và các thuốc có làm tăng lithium máu á, là một lớp tương tác quan trọng trong lâm sàng nha. Đây là một tương tác hay bị bỏ quên. Rồi các nhóm lợi tiểu khác thì ta có lợi tiểu thẩm thấu và lợi tiểu xăng tim. Lợi tiểu thẩm thấu các bạn thấy biết là trên người bị đái tháo đường á, thì họ sẽ có tình trạng lợi niệu đúng không, là với bốn bốn dấu hiệu là ăn nhiều, đói nhiều, tiểu nhiều, gầy nhiều. Thì cái việc tiểu nhiều trên bệnh nhân đái tháo đường và lợi tiểu và tăng nước tiểu trong lợi tiểu thẩm thấu á, nó có cơ chế tương tự nhau, đó là nó sẽ làm tăng cái lượng nước bị nước trong nước nước tiểu á, nó lôi kéo nước trong ra nước tiểu và được thải ra ngoài, và đây là một lợi tiểu mạch, nó sẽ làm thải trừ 25% đổ lọc cầu thận. Và các thuốc mà cần được chọn á phải như sau là hầu như không có tác dụng dược lý, tha được lọc tự do qua cầu thận. Nếu mà nó có tác dụng dược lý thì rất là nguy hiểm nếu mà được sử dụng ở số lượng nhiều. Thứ hai là được lọc tự do qua cầu thận. Thứ ba là hấp thu có giới hạn của ống thận. Để hai đạt được hai điều này sẽ dẫn đến là việc nó đạt nồng độ cao trong nước tiểu
và nước sẽ một đi không trở lại như vậy. Và bốn thuốc thường được dùng nhất là mannitol, isosorbate, glycerin và ure. Thế các bạn biết á, hộp sọ là một khoang kín không thay đổi trừ ở trẻ em và áp lực bình thường thì từ 12 đến 15 mm thủy ngân. Khi mà tăng áp lực nội sọ trên 20 mm thủy ngân thì bắt đầu có triệu chứng. Ở người bình thường thì hộp sọ có thể tích cố định khoảng 1.000 đến 1.400 đến 1.700 ml đúng không? Nhưng mà nếu mà cái thể tích này được tăng lên thì áp lực sẽ được tăng lên và sẽ chèn ép các tế bào não và thần kinh, dẫn đến các triệu chứng. Ban đầu á thì sẽ các triệu chứng từ nhẹ đến nặng á, là ban đầu sẽ là đau đầu từng đợt và nôn, rồi sau đó thì sẽ gây tổn thương. Và điều trị tốt nhất trong tăng áp lực nội sọ là giải quyết nguyên nhân gây tăng áp lực nội sọ, ví dụ như là lấy máu tụ này, khối u, hoặc là chuyển lưu dịch não tủy chẳng hạn. Và điều này càng làm giảm áp lực nội sọ càng sớm thì càng tốt. Và lợi tiểu như mannitol á, thì mình sẽ sử dụng liều tấn công khởi đầu khoảng 1g trên 1kg và liều lặp lại khoảng 0,25 đến 0,5 g trên kg mỗi 6 giờ. Tuy nhiên chúng ta cần phải chú ý theo dõi điện giải, chức năng thận, vì có một số báo cáo về tác dụng dội ngược làm tăng áp lực nội sọ của mannitol do tổn thương hàng rào máu não là đã được báo cáo nha. Và một số bằng chứng cho rằng khi mà áp lực thẩm thấu lớn hơn khoảng 320 á, thì nồng độ của natri lớn hơn 150 thì sẽ gây ra hoại tử ống thận cấp. Mặt khác á, sử dụng mannitol có thể làm giảm huyết áp, dẫn đến giảm tưới máu nội sọ. Và thường thì có thể người ta sẽ dùng để phối hợp với furosemide trong trường hợp này. Dùng trong tăng áp lực nội sọ này, giảm nhãn áp, tăng lợi niệu trong nhiễm độc và phòng ngừa suy thận sau mổ và chấn thương và bước đầu điều trị suy thận cấp. Các bạn biết là người mà một số người vào viện á, có sẽ có tình trạng là suy niệu, thiểu niệu. Thì bình thường cơ thể sẽ lọc ra khoảng 1.500 ml nước tiểu một ngày đúng không? Nhưng mà ở đây thì họ sẽ dưới 500 ml một ngày. Trong vòng một thời gian đầu thì không sao. Nhưng mà cái tình trạng này kéo dài thì thận sẽ bắt đầu suy thận. Rồi đến nhóm với xanthin. Thì nhóm xanthin là theophylline, caffeine hay theobromine. Thuốc này tuy được xếp vào nhóm lợi tiểu nhưng hầu như không ai sử dụng nó làm một thuốc lợi tiểu chính cống trong điều trị cả. Cơ chế của nó như sau. Đó sẽ là nó sẽ làm tăng tiết catecholamine và như vậy thì nó sẽ làm tăng AMP, dẫn đến tăng đường huyết, tăng hủy lipid và tăng hoạt động tim mạch. Do cái tầng tăng hoạt động tim mạch nó sẽ dẫn đến tăng lượng máu qua thận và vì vậy thế là sẽ làm tăng lượng nước tiểu, thế thôi. Thì tác dụng của nó yếu và thời gian ngắn cho nên không ai sử dụng trên một bệnh nhân cả, là một lợi tiểu chính cống. Và ngoài ra thì nó có tăng lượng các catecholamine, cho nên nếu mà cái lượng nồng độ catecholamine cao á, sẽ gây bệnh nhân là bồn chồn, nhịp tim nhanh và một số hiệu ứng nữa rất là bất lợi. Giống như các bạn, việc các bạn uống trà là nó lợi tiểu là vì vậy. Một số điểm cần nhớ trong sử dụng lợi tiểu, đó là ngoài trừ lợi tiểu kháng aldosterone, các lợi tiểu khác chỉ giúp giảm triệu chứng chứ không làm tăng thời gian sống cho bệnh nhân suy tim. Thì một trong những điều không nên sử dụng trong bệnh nhân sơ gan đó chính là sử dụng lợi tiểu và kể cả nhiễm trùng nữa, đặc biệt là có nhiễm trùng bán mà các bạn sử dụng lợi tiểu là rất là nguy hiểm cho bệnh nhân. Phù trong sơ gan có liên quan đến tăng tiết aldosterone do phản ứng bù, vì thế nó sẽ đáp ứng tốt với các thuốc lợi tiểu kháng aldosterone như spironolactone. Đây là nguyên tắc sử dụng lợi tiểu là các thuốc lựa chọn này. Các trường hợp mà cần phải giảm phù, giảm nước khẩn cấp như suy tim, phù trong suy tim á, phù phổi, tăng huyết áp cấp cứu hoặc tăng huyết áp khẩn trương hoặc thận hư thì đa số các trường hợp người ta sẽ dùng lợi tiểu quai. Còn nếu phù nhẹ trong suy tim thì có thể tạm thời dùng thiazid cũng được. Mà đa số người ta sử dụng lợi tiểu quai thôi. Còn tăng huyết áp thì người ta sử dụng lợi tiểu thiazid, tại vì furosemide như mình đã nói ở trên thì nó có tác dụng không hơn giải dược là bao nhiêu. Tại vì cơ thể sẽ nhanh chóng có phản xạ bù, nên lợi tiểu quai không có dùng trong tăng huyết áp. Vậy tăng nhãn áp, tăng nó lượng nội sọ.
Phù thần kinh nguyệt, suy thận cấp. Suy thận cấp thì người ta sẽ dùng mannitol này, sorbitol để bảo vệ thận. Tại vì khi mà cái lượng máu đến thận đó, nó giảm, suy giảm và cái lượng nước tiểu được lọc ra quá ít. Thời gian đầu thì có thể không sao, nhưng mà càng về sau thì nó sẽ có sao và xảy ra suy thận thật. Cho nên tại đó là lý do tại sao mà người ta cần phải làm tăng lượng nước tiểu khi mà bệnh nhân bị sau chấn thương hoặc sau mổ, mà khi mà người ta bị giảm lượng nước tiểu là vậy. Không dùng trong phụ nữ có thai vì dễ làm cản dịch bào thai. Này, sơ gan như mình đã nói rồi. Rồi mình đến với các tương tác thuốc. Thì các thuốc lợi tiểu sẽ có tương tác với alkali aminoglycosid do làm thay đổi thể dịch. Đặc biệt như là furosemide sẽ làm tương tác với amikacin chẳng hạn. Đây, đây là cơ chế. Thứ hai là tương tác với canonsteroid. Thì các bạn biết indomethacin và canonsteroid sẽ làm giảm tác dụng lợi tiểu, tại vì nó sẽ ức chế tạo ra prostaglandin. Mà prostaglandin á là một thuốc làm giãn mạch đúng không? Đặc biệt là giãn mạch đến thận, cầu thận. Như vậy nó sẽ làm ở đây prostaglandin làm giãn mạch này. Và các thuốc này nó sẽ làm giảm lượng máu đi đến cầu thận. Và như vậy nó sẽ làm giảm tác dụng. Ngoài ra thì nó sẽ có làm tăng nguy cơ suy thận nữa. Ngoài ra thì các nonsteroid, các bạn nhớ là đa số các thuốc nonsteroid có bản chất là các dạng muối là natri hoặc kali, cho nên nó, và bản thân nó cũng gây tăng huyết áp luôn. Đó. Như mình đã nói rồi thì nó sẽ dạng là ức chế tổng hợp prostaglandin nên làm tăng sức bền cơ trên động mạch thận và làm giảm lượng máu đến thận. Thì có một điều mà người ta đã nghiên cứu ra là phác đồ phổ biến là ACE hoặc ARB phối hợp một thuốc lợi tiểu và một thuốc nonsteroid sẽ làm tăng nguy cơ suy thận cấp lên khoảng 31%. Nếu mà buộc phải dùng chung thì nên sử dụng các thuốc như là chặn kênh canxi á để thay thế ACE và lợi tiểu trong cái điều trị tăng huyết áp, tại vì các thuốc chặn kênh canxi như amlodipine nó không tương tác với các nonsteroid. Thì các thuốc làm tăng huyết áp cao nhất đó là indomethacin, piroxicam và naproxen. Thuốc trung bình là ibuprofen, cefacosin và celecoxib. Và các thuốc ít ảnh hưởng nhất là aspirin và paracetamol. Paracetamol là gần như không ảnh hưởng. Tương tác do hạ kali máu, tương tác do tăng kali máu. Tương tác do hạ kali máu sẽ gây ra bởi các thuốc như là thiazid hoặc là lợi tiểu quai. Nó sẽ có thể làm tăng độc tính digitalis nếu mà cái lượng kali hạ dưới 3,5 mmol. Và nó làm giảm tác dụng thuốc hạ đường huyết nhóm sulfonylurea, tại vì nó sẽ làm giảm lượng kali ngoại biên, và giảm kali ngoại biên thì cũng dẫn đến một tình trạng là nó sẽ bù trừ lại và giảm 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 kali trong nội bào. Ngoài ra thì thiazid và thiazid, đặc biệt là thiazid, nó làm tăng đề kháng của insulin ngoại biên nữa. Như mình đã nói ở trên á, nó tăng đề kháng insulin ngoại biên và làm tăng lipid huyết, và như thế thì nó sẽ làm trầm trọng hơn cái vấn đề đề kháng insulin. Rồi thuốc làm tăng kali huyết nó sẽ có tương tác là các thuốc kháng aldosterone và các thuốc tăng kali huyết không kháng aldosterone. Như chuối có bốn nguyên nhân làm tăng kali huyết, như là tăng kali huyết do hấp thu do các thức ăn như là chuối hoặc các bạn dùng quá nhiều kali clorid đường uống. Thứ hai là các thuốc làm tăng vận chuyển kali từ nội bào ra ngoại bào như chạy beta không chọn lọc như propranolol, hoặc là khi mà ngộ độc digoxin,
hoặc là các thuốc chủ bằng alpha adrenergic. Nhóm thứ hai, cơ chế thứ hai là các thuốc cùng kháng aldosterone khác như là trimethoprim hoặc là thuốc diệt ký sinh trùng như pendimidine. Và nhóm thứ cơ chế thứ tư là các thuốc giảm thải trừ kali giống như là ACE, ARB và kháng renin. Cái việc phối hợp với lợi tiểu mà làm tăng kali máu nó rất hay gặp trên lâm sàng, spironolactone gặp trên lâm sàng cũng nhiều. Và đây là một trong những nguyên nhân hay gây đến việc phải cấp cứu á. Và nonsteroid này, đây là tương tác với trimethoprim với sumatriptan. Thì các trimethoprim là một thuốc gây tăng kali máu và nó có thể làm tăng kali huyết trong cái trường hợp mà sử dụng chung với spironolactone thì mình đã nói ở slide trước. Ngoài ra thì cái phối hợp này còn có giảm nguy cơ, tăng nguy cơ giảm tiểu cầu nữa. Rồi tương tác với lithium thì lợi tiểu làm tăng nồng độ lithium trong máu là thiazid, nó sẽ làm tăng với 3 cộng là nhiều. Spironolactone và furosemide thì chỉ làm tăng nhẹ thôi. Và như thế thì thiazid nó sẽ rất nguy hiểm trong cái trường hợp mà ngộ độc lithium. Cái việc này các bạn có thể ít chú ý và trong học tập, nhưng mà trên lâm sàng có thể gặp. Và khi mà tăng lithium trong máu á, thì chúng ta sẽ điều trị bằng amiloric. Rồi kháng trị với lợi tiểu. Kháng trị được định nghĩa là thất bại trong việc giảm giữ nước mặc dù đã dùng liều lợi tiểu tối đa. Có nhiều yếu tố là các ảnh hưởng của thuốc như là các nonsteroid cạnh tranh với lợi tiểu quai trên AT, hoặc là kích hoạt cơ chế bù là kích hoạt hệ renin-angiotensin và hệ adrenergic. Cơ chế thứ hai đó là các tế bào nephron. Khi mà các bạn sử dụng lợi tiểu sau 6 đến 8 tuần á, thì các bạn tế bào nephron nó sẽ có cái sự là nói mình hay nói nôm na tiến hóa, thích nghi. Nó sẽ thích nghi bằng cách tăng tái hấp thu natri và dẫn đến kháng trị. Và cách mà người ta sử dụng trên lâm sàng các bác sĩ thường dùng á là chống kháng trị bằng cách đổi thuốc hoặc phối lợi với các thuốc lợi tiểu với nhau.